Vũ ghé đây là ấp Bình Huệ 1, xã Đại Hòa Lộc, ghé thăm chú thím ba. Hai ông bà rất là lớn tuổi luôn, chín mấy rồi. Chú ba là bị bệnh nằm chỗ rồi, giờ đi không được. Làm thấy cái mì. Vô. Bà ba khỏe không? Cho con gửi cái này để nói chuyện chút xíu coi. Sao rồi ông cụ hôm nay đi được không? Nằm chỗ hả? Nằm ở sao hả bà? Cho vô thăm được không? Vô thăm được ha. Dạ. Đây nè ông cụ nè. Ông nằm chỗ lâu rồi. Nó phải phải rào lại như vậy chứ thôi ông cụ bò ra. Ông cụ ngủ rồi. Hai ông bà nay là 90 mấy tuổi rồi. Năm nay nhiêu tuổi chứ bà ba? À, bà ba năm nay nhiêu rồi? 94 rồi. 94 hả? Còn ông ba? Ông ba 97 tuổi. Con hôm nay con ghé thăm ông bà ba ha. Đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi ở Mỹ gửi tặng cho ông bà ba phần quà là 500 ngàn ăn Tết nha. Đây gửi gửi bà ba nè. À, 500 ngàn hả bà ba? Dạ. Con ở ngoài chợ á, thường đem gạo vô hoài đó. Dạ. Thôi con đi. Bà nghỉ khỏe ha. Rồi con lấy cái mì. Dạ. Dạ. Không thấy đường. Dạ. Đi ông cụ ăn cơm rồi ai đút? À, mấy người cháu qua đút giùm. Dạ. Dạ bà nghỉ khỏe nghe con đi nha. Dạ. Giờ Vũ vô đây là ấp Bình Huệ 1 của xã Đại Hòa Lộc. À, ghé thăm chú hai cựa. À, chú nó là bị bệnh, gia đình cũng hoàn cảnh khó khăn, chú bị mổ cũng 7 8 lần. Dạ, cho con gỡ cái mi. Rồi thím qua bên đó con. Chiếu mới nằm chú khỏe không thế? Cũng không khỏe, chú đau Dạ. quá, đau quá. Chú mổ bao nhiêu lần rồi thế? 6 lần rồi, giờ Dạ. gắn ruột giả, rồi giờ ổng nằm vậy đó, đó tiêu tiểu vậy, chú cực Dạ. nằm đó. Dạ. Rước khỏi Năm nay chú nhiêu tuổi rồi thế? 6 lần rước khỏi đó, nhờ thay ổng hai Dạ. Thì nằm chỗ vậy. về nằm đó đâu Thế rồi ăn uống được không? Hay ăn nửa chén cháo đó, nấu miếng vậy ăn, rồi tôi ăn với ổng, hai vợ Dạ. chồng ăn giấc sáng vậy đó. Vậy ăn Dạ. gì nè, uống sữa thì không có được, uống vô nó thượng lên. Dạ. Giờ ống thì bơm đi cầu, rồi bơm rồi tiểu thì bước hồi qua vậy. Phải dẫn ống xuống vậy. Ống xuống vậy đổ vô bờ đổ vậy đó, còn đi cầu quá thì bơm ống, mua ống Dạ. bơm thì đâu có cái gì Dạ. cũng cũng ấy cần chứ anh. Dạ. Hôm nay con ghé thăm gia đình, đại diện cho Ivy với Ngân Giang ở Mỹ gửi tặng gia đình chú với thím 500 ngàn. Dạ. À, cảm ơn con chú với cháu tặng cho ông hiến hơn tết. Dạ. Dạ thưa dạ, thưa chú, thưa thím con đi. Dạ. Chú nghỉ khỏe hả chú? Dạ dạ. Dạ nói cái tiếng nặng chú khỏe không? Cảm ơn chú. Dạ. Giò cắn cũng tê, nó cũng đỡ vậy chứ không khỏe. Dạ. Mà ăn cháo rồi Dạ. Không nhớ bên hỏi chơi đâu. Dạ. Mỗi 6 lần quá tệ. Dạ. Dạ con đi chú nghỉ khỏe ha. Dạ, con đi thêm. Nhắc nhắc chú không à, nó từ nghiệp chú hết sức luôn. Dạ. Nói giờ khổ ghê. Chú biết không, chiếc chiếu rách mà không có thì cái hổm ai cho ông tâm ba cái mưa chiếu tải cái người già Dạ. hỏi chứ cái gì cũng mua hết trơn à, có mình đâu có nằm tối nằm đó, đó nằm vậy đó. Dạ. Giữ ổng nó mới chú bớt Dạ nằm dưới đất đây ngủ ha. đâu có đâu giường đâu họ đó đó nằm vậy đó, thì ổng nằm trên này tôi nằm đây đang đổ nè Dạ. vậy chú Dạ thôi con đi thêm, đi chú ơi. Dạ. đi. Dạ. Vũ ghé đây là ấp Bình Huệ 1, xã Đại Hòa Lộc, ghé thăm anh Hải là anh bị khuyết tật, anh đi bán vé số. Sống này con mình hồi trước có bà cụ mất rồi. Chủ nhà ơi. Rồi. Rồi. Khỏe không anh? Khỏe.
Dạ, nay có đi bán cái số không? Có. Dạ, qua đây con. Đứng dậy được không? À, được. Rồi không được rồi ngồi ghế nghe chứ. Anh bị khuyết tật một tay. Một tay với một giò. Anh đi hàng ngày là đi bán vé số, đi tuốt ra ngoài chợ Bình Đại á. Ngồi xe đẩy lúc này có điện rồi hả? Có điện. À, giờ có điện chứ hồi trước lấy cái tay gạt không về một tay mà gạt đi bán vé số xa ghê. Hiện giờ ở đây có mình hả anh? Có mình không? Dạ. Bà cụ mất nay cũng mấy năm rồi ha? 2 năm rồi. Dạ. Hôm nay em vô thăm anh đại diện gia đình của Ngân Giang với Ái Vi ở bên nước Mỹ á. Rồi gửi tặng cho anh phần quà Tết là 500.000 ha. Rồi vậy cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn mấy cô Mạnh Thường Quân với anh Mạnh Thường Quân nhiều. Dạ. Cái tay là nó bị cuộn luôn vậy hả? Cuộn luôn không làm được. Dạ. Vậy thì nhà nấu ăn đồ thì sao? Một tay một hả? Cái gì hay khó thì mượn cháu. Dạ. Còn gì mình dễ thì mình làm. Rồi tự làm. Dạ rồi em đi. Rồi vậy cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ rồi em đi anh. Rồi. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm nhà của dì Hai. Dì ở đây là ở nhà máy ấm tình thương. Dì sống đây có mình hàng ngày là cạo vỏ hạt điều. Hiện dì cũng đang bệnh. Dì Hai khỏe hả dì? Khỏe. Dạ. Khỏe là cũng khỏe theo dì. Dạ. Lúc này khỏe hơn lúc trước nhiều không? Đã lâu lâu nó cũng nhức quá rồi. Dạ bị khớp ha. Dạ. Thì có làm vỏ hạt điều không? Cũng làm mà. Gì? Ăn sống qua ngày chứ đâu giờ đâu có mận gì nổi. Dạ. Hồi gì không có con cháu vậy hả? Không. Ở mình vậy hả? Dạ. Hôm nay con ghé thăm thì đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi ở nước Mỹ á, gửi tặng gì phần quà là 500.000 ăn Tết như gì. Dạ thôi dì ăn Tết vui vẻ nha, con đi nha. Dạ. Được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Vậy nói cơ gửi lời thăm mấy cậu cũng khỏe hết ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ con đi nha. Dạ dạ, con lấy cái mì. Cái này nè. Dạ. Bây giờ mấy anh em Vũ lên đây là ấp Bình Hòa thị trấn ghé thăm chú Thiếm Năm, hoàn cảnh khó khăn ở nhà trọ đây đó là đi bán vé số. Chú ở phòng 3 đây. Dạ. Xin chào chú, chào Thiếm. Dạ. 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 Cho hỏi chú Thiếm hôm nay nhiêu tuổi rồi? Con tôi còn mấy bữa 71. Dạ. Ổng 73. Dạ. Dạ. Chú bệnh rồi khỏe chưa? Ổng bệnh cũng đỡ rồi nhưng dạ, mà cũng còn ghê hoài. Dạ. Dạ. Ở đây chú Thiếm đi bán vé số hả? Dạ. Bán đỡ không? Thì bán thì đỡ nhưng mà không dám lộn như xa không? Dạ. Vì ổng yếu quá không dám dạ, lộn xa. Dạ. Dạ. Ở đây nhà trọ mình không có nhà ha, mình ở nhà trọ. Nhà trọ của bà Năm đằng kia rồi. Dạ. Ở vậy là nhiêu tháng? Tháng 700. Dạ. Điện dạ, nước mình lo hả? Điện nước mình lo riêng. Dạ. Dạ. Chào chú. Dạ. Chú khỏe chú? Cũng đỡ chú. Dạ. Chú bán đi bộ vậy hả? Vậy cứ đi bằng gì à? Đi bộ. Dạ, chạy xe đạp bệnh vậy đâu chạy xe đạp được hả? Chạy không biết chạy nữa. Dạ. À, dở quá chú ơi. Dạ. Thì bán bữa được nhiêu tờ chú? À, chồng bán bữa đó có 120.000. Dạ. 120 tờ. Dạ. Rồi có 60.000 mà hai vòng đi. Dạ. Ở đây là có chỗ ngủ, ở đây có nhà vệ sinh trong đó này ha. Dạ. Cũng gọn. Có vậy dạ, nhà chỗ người ta cũng lo đầy đủ hết. Dạ. Hôm nay con ghé thăm chú Thiếm thì đại diện cho gia đình của Ái Vi với Ngân Giang. Dạ. Ở nước Mỹ gửi tặng chú Thiếm phần quà là 500.000. Dạ. Dạ, con dạ, gửi cho bà ơn, đi con. Dạ. Ừ, bà cảm ơn cho con nhiều. Dạ. Dạ rồi thưa dạ, Thiếm con dạ, đi. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn chú. Dạ, thưa chú đi nha chú. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều rất nha. Dạ dạ. 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 Giờ Vũ vô đây là ấp Bình
quê một của xã Đại Hòa Lộc, ghé thăm nhà dì Sáu. Vì hoàn cảnh khó khăn, dì sống con mình ở trong nhà nè. Chào dì Sáu. Ai khỏe vậy? Không? Ai vậy? Vũ à, cho gạo hoài đó. Vô nhà hỏi thăm chút xíu đi. Sao đâu có nhớ lại sao? Không nhớ hả? Không có thấy đường ngồi đây đi. Dạ dạ. Không có thấy đường. Giá chết rồi, chết mẹ rồi. Sao ngồi, ngồi đây đi, ngồi rồi, đây. Rồi, 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 rồi. Con vô gửi gạo cho dì hoài đó. Cái micro à. Rồi rồi ngồi đi, bà ngồi đi. Để sao để cái này. Bà Sáu không thấy đường. Có em nào nữa đó đâu. Có rồi. Có con cháu à. Vậy hả? Vô con. Thôi dì Sáu ngồi đây đi, con gửi quà rồi con đi. Rồi vậy rồi Sáu, cảm ơn con nhiều. Dạ, ngồi giường đi, ngồi giường đi. Rồi bước qua năm mới rồi Sáu chúc cho gia đình vợ chồng được nhiều, được trăm năm hạnh phúc, gia đình được dạ. Nhiều sức khỏe, rồi con cháu được nhiều sức khỏe ha. Rồi ngồi đi để con nói chuyện, ngồi đi để con nói cho nghe. Giờ dì Sáu khỏe không? Dì Sáu bệnh hoài mà dạ, không thấy Tết thì có con cháu gì về thăm chưa? Con cháu đâu có ai đâu. Không có con cháu gì hết ha. Không có. Dạ. Thì nhớ không? Buồn không? Ở có mình buồn không? Ở trong ngoài Úc nở thì nó đi trào mà mấy dạ. Tháng trời nó mới vô giờ nó gì nó rất mộ cha nó bên Cò Công á. Rồi. Thì hôm nay ghé thăm dì Sáu. Vậy thì Sáu cảm ơn con, chúc cho con được nhiều sức khỏe, chúc cho vợ chồng được trăm năm hạnh phúc, chứ con cháu được nhiều sức khỏe là mang phát tài. Vậy thì Sáu cũng mừng rồi á. Dạ. Rồi con đại diện cho Ngân Giang vậy với Ái Vi ở Mỹ gửi tặng dì Sáu 500 ngàn ăn Tết nha. Đây đưa cho bà đi, bà không có thấy đường, để vô tay bà luôn. Đó, miếng giấy 500 hả? Dạ miếng giấy 500 ngàn á bà. Ôi vậy sao cảm ơn con biết bao nhiêu. Dạ rồi. Con chúc con sống 100 tuổi nha. Dạ dạ. Trời dạ ơi. Rồi thôi bà ăn Tết vui vẻ nghe con đi nha. Vậy sao cảm ơn nhiều lắm. Dạ rồi. Lấy rồi. Cái gì đó lấy dạ, chưa? Dạ rồi lấy rồi cái mi. Rồi Vũ ghé đây là nhà của chú Ba ở ấp Bình Quề 1 xã Đại Hòa Lộc. Rồi chú nó là bị bệnh bên tâm thần, chú sống đây con mình. Con bước vô được không Thiếu? Mang từ từ. Để cho con gửi cái mi để hỏi thăm. Chú là bị bệnh về lâu chưa Thiếu? Bước vô xuống trong chú. Là 31 tuổi á. Bệnh. Bệnh hồi 31 tuổi mà nay ông 68 tuổi rồi. Rồi Thiếu mà cho con xem được không? Không có thấy đường. Không có thấy đường. Rồi ăn uống rồi sao mình đút lên rồi bưng ra cho ổng múc món ăn. Dạ. Rồi tối ngày ở đây. Ở đây một mình vậy đó. Dạ. Bưng cơm ra. Mà tầng suốt luôn vậy, không bằng quần. Không bao giờ thấy bằng áo. Không bằng áo mà quần tiều không à. Dạ. À đó chú đi bộ đội hả? Bộ đội. Dạ. Rồi mà chia luôn á. Dạ. Tại bà nội yếu già cái về đâu cũng thắt mấy cái nản á. Dạ. Hôm nay con ghé thăm gia đình, con đại diện Ái Vi với Ngân Giang ở Mỹ gửi tặng chú một phần quà là 500 ngàn. Dạ, con gửi cho thôi cảm ơn hết. Dạ. Dạ. Chúc chú mừng Tết vui vẻ. Chúc mấy em với con cháu vui vẻ ha. Dạ. Dạ. Dạ con đi nha. Dạ. Dạ rồi. Dì Tư. Dạ. Mà đi không được ha, ngồi không vậy? Ở tổng bước ra là hết nổi rồi hả? Đây, cho con gửi về nói chuyện chút xíu đây. Rồi giờ Vũ vô đây là vô nhà của dì Tư ở ấp Bình Quề 1 xã Đại Hòa Lộc. Ngồi vậy được hả? Để giờ con bước bạn ngồi đi dạ. Dạ được. Ở xã Đại Hòa Lộc thì hoàn cảnh dì khó khăn, dì bệnh là đi không được, từ trong đó bước ra là đi hết được rồi đó. Như ông chú rồi đi bán vé số. Ổng rồi bán đỡ luôn. Bán đủ ăn có tiền đâu. Dạ. Cho họ cho mượn vé. Mua lấy triệu cũng như lấy triệu người ta thì bán rồi lấy cái lời vậy hả? Dạ. Dạ. Rồi bị vậy vì có tiền đi trị thuốc hay là uống thuốc nam? Uống thuốc nam không tiền đâu uống. Tôi phơi dạ. bà cho gió gửi là phơi hốt thuốc nam. Cũng như hổm nghe gì nói là không có tiền đi mua thuốc uống, chỉ xin thuốc bậy bạ uống không phải không? Thuốc nam uống không. Dạ. Hỏi là hết tôi không tình hỏi tôi hết đây. Uống thuốc nam không à? Uống thuốc dạ. Bảy giờ. Rồi sống ngày nào hay nãy chú Vũ ơi, khổ dạ. Quá. Ngày hôm nay
Hôm nay con ghé thăm gia đình của dì, đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi ở Mỹ á, gửi tặng dì phần quà Tết là 500.000, rồi con gửi cho bà đi. Cảm ơn chú đi. Dạ rồi, con đi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Giờ Vũ vô đây là ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc, vô thăm dì Phước. Dì là bị tiểu đường, giờ biến chứng qua bên mắt. Đúng ta ngờ rồi, lên máu bị tim mà giờ ngủ gần đêm ngủ không được. Dạ. Khá khổ một chút. Dì ở đây có mình hả dì Phước? Ở của mình chứ ở ai. Dạ. Hiện giờ bệnh vậy đâu có đi làm gì sống hả? Nhờ bà con giúp đỡ vậy không hả? Xã anh tới đây không có cho hột gạo rồi nấu. Dạ. Rồi qua bà Tư bà nấu thuốc đường á. Dạ. Uống cái giờ mắt hết tới được mổ về mà sao không thấy. Dạ. Mổ mắt này nè. Bây giờ dạ. Mắt này không có thấy gì ta. Dạ. Bởi vì con dạ. Vô thăm gì đại diện cho gia đình của Ngân Giang với Ái Vi ở Mỹ á, gửi dạ. Tặng gì 500.000 quà Tết nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cháu mẹ đâu vậy? Dạ ở ngoài Bình Thắng á. Thì cậu ai nói mà cậu biết. Dạ. Con vô đây cho gạo hoài mà không biết gì. Vũ nè. Dạ. Dạ. Sao bữa nay nhìn họ khác rồi tôi không phải biết. Không? Ừ, nay chứ. Mỗi lần thấy ấy con lấy gì về. Giờ nay thấy khác hả? Ừ, nay thấy đẹp. Dạ rồi, con chúc gì ăn Tết vui vẻ nha. Ừ. Dạ, con đi nha. Dạ, vậy dạ. Hả? Vậy là chú Vũ ai biết tôi đâu có biết đâu. Dạ. Tại vì con vô gửi gạo hoài mà nhiều khi con không nói gì đâu có biết. Bây giờ tôi nói rồi với tôi làm như muốn lạc mới cái dạ. Sống mấy chưa được 70 rồi sao. Để cái gì quên đấy không dạ. Nhớ gì ta. Dạ rồi, con đi, con lấy cái mi nha. Rồi, con đi à. Cảm ơn. Dạ, dạ rồi. Con đi gì? Mới đóng cửa đi lên bà Tư Tình á. Dạ, dạ. Bà nấu thuốc đường, bà đấy bà cũng an tâm mà bà nấu thuốc đường á mà. Đang uống cho hạ đường á ha. Cái tái khóm rồi lấy cái cùi cái gì đó bà nấu cho dạ. Con trai. Dạ, dạng thuốc rồi nam á mà. Thấy đỏ rồi, cái nay lại qua bà mà chứ giờ mới đóng cửa gì đâu ngồi đợi. Dạ, dạ rồi, con đi nha. Dạ, vậy cảm ơn nghe cậu dạ. Vậy mà hồi đó có biết đâu. Dạ, dạ. À, bữa nay bận rộn về khác giờ. Dạ. Dạ. Tay. Giờ Vũ vô đây là ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc ghé thăm chú Tư. Thì chú là bị tai biến nằm chỗ. Thím hàng ngày là thím cạo vỏ hạt điều nè. Đi con. Thím ở nhà cạo vỏ hạt điều ha thím. Ừ, nhà không có gì làm, cái nhà không có gì cho tiền. Dạ. Bằng bấy bằng bá đó nha. Dạ. Chú ở đâu mà. Dạ con chào chú. Dạ. Con để cái mi để cho nói chuyện nghe thôi. Nói đi nó thâu vô. Dạ, chú khỏe không? Nó khỏe, nó cũng khỏe bình thường nhưng mà có cái đi đứng nó yếu lắm rồi. Dạ, là giờ là liệt hết một bên đó hả chú tôi? Liệt hết bên này nè. Dạ. Cái tay này giờ dở lên không được. Dạ, còn được có một bên. Còn được có bên này dở lên dở xuống. Dạ. Múc cơm rồi ăn được không thế? Múc cơm được, múc tay. Nhà có cái tay này múc nè. Rồi bị bên mắt luôn. Mắt đó là bị con mắt này bị từ hồi nhỏ tới giờ nữa. Là không thấy từ nhỏ tới lớn rồi. Từ hồi nhỏ tới lớn nữa. Dạ. Hồi nhỏ hồi đó thì ổng bị nhưng mà ổng cũng mở được giờ. Nhắc có cái mờ thôi mà giờ không thấy luôn. Dạ. Bây giờ là biệt luôn rồi, không còn nhìn thấy gì nữa nữa. Hết thấy luôn rồi. Giờ là coi như không còn nhìn thấy gì nữa. Mà cái ngón tay đó giờ nó rút lên vậy hả chú? Nó rút luôn vậy nè. Không có lên đứng lên. Nó rút luôn, cong luôn. Nó rút cong luôn rồi mình kéo ra mà nó cũng rút vô. Dạ. Hôm nay con ghé thăm gia đình chú Tư. Con đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi ở Mỹ á. Gửi dạ. Tặng cho chú một phần quà là 500.000 quà Tết nha chú. Đưa tay này. Rồi. Ờ vậy cảm ơn, nói chung là cảm ơn trước nhất là mấy em là có công khó tiền tới tận tới gia đình. Cái thứ hai nữa là cảm ơn nhà từ thiện đã có lòng mà hảo tâm mà giúp đỡ cho gia đình. Giờ chú chỉ có những lời đó nói vậy thôi chứ giờ cũng không còn biết nói gì hơn nữa. Dạ vậy được chú. Dạ.
Thưa chú con đi, con chúc chú và gia đình ăn Tết vui vẻ nha chú. Rồi vậy cảm ơn mấy cháu nhiều lắm. Dạ. Dạ con đi chú. Dạ. Rồi con lấy lại cái mi. Dạ rồi. Giờ Vũ vô đây là ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc ghé thăm dì ba, dì là bị bệnh tai biến. Dạ. Đi qua bé mé bên đó đi. Dạ con chào dì ba. Dì ba khỏe không? À, ngồi đây cứ ngồi đi về, xưa nằm xuống ngồi vậy. Dạ. À, chứ không ngồi được khỏe luôn. Dạ chứ đâu có đi được hả dì ba? Hả? Dì ba đâu có đi được, hết đi được rồi hả? À, có xích đi lại đó chừng vài bước được à. Dạ. Em ở đâu? Con Vũ à, thường con có gửi cho gạo lúc ở bên nhà bệnh đó dì ba. Nhà bên nào? À, hồi chứ lúc gì con ở ngoài kia đó, với mấy lần con cũng ghé đây nè, gửi cho gạo á. À. Dạ. Con bà biết rồi chứ gì dạ, ba bà biết con mà. Dạ. Con làng Vũ á. Dạ đúng rồi. Dì còn ăn cơm rồi đỡ được không? Tự múc được không? Dạ ăn cơm thì được. Mà nó liệt hết tay hả dì? À, có tay này. Dạ. Liệt bên chân, để con gửi cái này để con hỏi thăm dì chút xíu chứ gì. Rồi cái mi à. Rồi gửi là nói chuyện cho nó nghe. À. Dạ. Là dì năm nay nhiêu tuổi rồi? 80. 80 rồi. 84 rồi. Dạ chắc dì cũng quên rồi. Hôm nay con ghé thăm dì ba, thì con đại diện cho gia đình của Ngân Giang với Ái Vi ở nước Mỹ á, gửi tặng cho dì ba một phần quà là 500.000 ăn Tết nha dì ba. Dạ. Dạ con gửi cho bà đi. Ai? Đây nè. Em nói ai mà không biết không? Dạ, dạ Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. À. Dạ Mạnh Thường Quân. Ở bên Mỹ á là Ngân Giang với Ái Vi ở bên nước Mỹ á. Dạ. Nó nói gì chứ không biết. Dạ. À. Dạ thôi dì nghỉ khỏe nha, con đi nha. À, về nói cô ấy cho tôi lời cảm ơn nhiều lắm. Dạ. À. Dạ. Chứ không biết mặt á. Dạ. Dạ, gửi lời cảm ơn được rồi dì ba. À. Dạ, con túc chúc dì ba ăn Tết vui vẻ nha. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Ở nhà ở đâu? Bảy ông bảy đâu không có ở nhà. Dạ con ở ngoài chợ nè. Chờ. Dạ. Dạ con đi nha. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ. Giờ Vũ đi xuống chỗ đây là chỗ chú Sơn ở dưới cái chòi ở ngoài bụi tầm dông nè. Chú ở đây là ở ấp Bình Quề 1. Xã Đại Hòa Lộc. Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chú là bị bệnh lâu rồi, chú đi không có được. Chú ngồi có một chỗ ở trên cái giường này. Rồi cho con gửi cái này để nói chuyện. Con kẹp vô à. Rồi chú Sơn khỏe hả chú? Ngay đỡ rồi. Dạ, con đứng máy bệnh đây, con đứng máy bệnh đây. Để án không? Rồi. Đỡ rồi chứ cũng đâu có đi được hả? Đi không được luôn. Lúc này thấy ốm hơn lúc trước à? Ốm. Cái giò này quá trời. Rút hả? Bốn rút á. À. Còn giò này còn nhúc nhích được không? Được. Còn cái kia? Cái này ngang không được. Cái đó ngang không được hả? Phải nắm tay vậy kéo vậy hả? Ừ. Mà phải trợ giúp mà ngang về không được. Không. Dạ. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi con quên rồi chú Sơn? Năm nay sinh năm 1954. Dạ. Dạ, vậy Tết này là 65 rồi hả chứ? Dạ. Thì đó giờ sống mình vậy không vợ con rồi hả chú? Không vợ con nha. Mà trước có vợ không? Không. Không luôn hả? Sẽ vợ luôn. Rồi. Rồi hôm nay ghé thăm chú đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi ở nước Mỹ á. Gửi tặng chú phần quà Tết là 500 ngàn rồi chú Sơn. Dạ. Rồi gửi chú. Cảm ơn. Dạ. Dạ thôi con đi chú nghỉ khỏe nha. Dạ. Rồi. Con lấy cái mi à. Rồi. Rồi con đi chú. Rồi. Rồi. Chú vô đây là ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc ghé thăm anh Hậu. Ở đây có nhà có bà cụ nè, hôm rồi bà cụ bệnh nặng rồi mất rồi. Rồi giờ có bà chị này là ở với anh Hậu.
là chị của anh Hậu. Anh Hậu hàng ngày là đi bán muối ngoài chợ với bán vé số để nuôi bà chị này. Rồi cho em để cái này để nói chuyện, để nói chuyện. Rồi bà chị là bị bệnh bên tâm thần. Rồi anh Hậu đi bán vé số rồi hả chị? Dạ, bán vé số bạn. Lúc nãy còn đi bán muối không? Còn. Rồi bữa nay anh không có nhà hả chị? Không có nhà, chút chơi lên tiếng mà hồi không phải về. Ông đi đâu rồi? Ông đi mà bán vé số với bán muối ngoài. Dạ. Dạ sáng giờ em ở nhà. Em đi bán chiều giờ hổm thì về sớm nha, về trễ thì lấy dạ. Số nhiều quá. Dạ. Thì cậu nhắn cho ông biết ăn Tết thì cậu tại vì nhà có biết. Em đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi ở nước Mỹ á. Dạ. Gửi tặng cho ông phần quà là nè con đưa cho gì? Phần quà là 500.000 để ăn Tết. Rồi, chị cất thì về đưa cho anh Hậu nha. Đưa cho anh Hậu chứ. Ờ. Đưa cho mình hôm qua nay. Ờ. Đưa em hả, Hậu em hả? Em Hậu em. Ờ, đưa cho anh Hậu để anh Hậu cất là mua gạo, mua đồ ăn Tết. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Dạ rồi, em đi. Em cảm ơn chị. Em dạ. Anh. Rồi rồi. Giờ Vũ vô đây là ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc. Vô đây có bà dì là bị bệnh. Với hồi trước té gãi tay rồi không có tiền đi băng bột, giờ cái tay bị cong. Rồi có người con là vợ bỏ đi rồi bị bệnh tâm thần luôn à. Bây giờ hai mẹ con sống nè. Dì có nhà không? Tắt cái la vô đi. Đó, anh này hôm nay là cũng bốn mấy 50 tuổi rồi. Đợi anh kêu bà cụ. Hồi nãy không bỏ trống ngoài coi. Bà cụ lên nè. Nay thấy bà khòm dữ rồi. Hôm trước vô rồi thấy gì là cạo vỏ hạt điều. Dạ khỏe không gì? Dạ. Con để cái này để nói chuyện. Để nói chuyện. Dạ. Năm nay gì nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi rồi hả? Lúc này có còn cạo vỏ hạt điều không? Lúc này còn cạo vỏ hạt điều không? Không có làm nữa hả? Gì hôm trước. Dạ. À, đang làm ở sao hả? Hồi trước dì té gãi tay rồi không có tiền đi băng bột á, để vậy luôn rồi cái xương á nó lồi lên luôn nè, nó giờ có tật luôn rồi. Nó rồi ở nhà là cạo vỏ hạt điều sống rồi nuôi người con á là bị bệnh tâm thần. Anh đó nay nhiêu tuổi rồi gì? Bốn mấy rồi. Bốn mấy hả? Có bữa đi lạc ở đâu tú có tên mấy xã tên luôn hả? Ừ. Rồi đi tìm về. Đi tìm vợ hay gì á mà. Con vô đây con cho gạo hoài mà. Dạ. Dạ. À, bữa nay con vô thăm gì? Thì, dạ cháu à. Cháu dạ. Thì, đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi ở nước Mỹ á. Gửi tặng cho dì 500.000 ăn Tết. Đây con. Rồi gửi tặng dì 500.000 ăn Tết nha. Dạ rồi thôi dì nghỉ khỏe nha con đi nha. Dạ rồi. Cho con lấy lại cái này. Dạ. Giờ Vũ vô thăm chú Bảy ở ấp Bình Quề 1 xã Đại Hòa Lộc. Thì chú Bảy là hoàn cảnh khó khăn, thím thì bị bệnh, rồi bệnh nặng rồi mất rồi, còn chú hàng ngày là chú đi bán vé số rồi. Mà chú bị mất cái giò. Là hồi đó chiến tranh hay sao chú Bảy? Chiến tranh. Dạ. Rồi người con là bị chất độc da cam. Năm nay con chú là nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 90. Dạ. Chú Bảy còn hỏi chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? Chú này 80. 80, dạ. Sinh năm 44. Dạ. Rồi hàng ngày chú đi bán vé số vậy hả? Dạ. Chú có một chân mà chú đạp xe đạp đi bán vé số đi xa ghê luôn á. Rồi ráng đi ngày tính là chạy mấy chục cây số à. Dữ luôn. Dạ. Rồi bây giờ chú với anh này ở đây thôi hả? Ở nuôi nó nè, bỏ mất. Dạ. Rồi giờ nuôi nó. Thế mất lâu chưa chú? Mất tháng
9 là cho anh Kỳ vỗ. Dạ, hồi Kỳ con vô nghe nói bệnh mà bệnh nặng hay là sao mà mất? Đó là thay quần bỏ té rồi chấn thương nè. À. Rồi ra bệnh viện nó không biết, để có mấy bữa chắc vô. Dạ. Dạ, bữa nay con vô thăm gia đình, thì con đại diện Ái Vi với Ngân Giang ở nước Mỹ á. À, gửi tặng cho gia đình chú Bảy là 500 ngàn quà Tết lên chú Bảy. Rồi con gửi cho ông đi. Rất cảm ơn. Dạ. 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 Con thưa chú Bảy đi. Dạ. Rồi chúc chú Bảy năm mới ăn Tết vui vẻ nha. Chúc mấy chú Tết giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ rồi con đi nha chú. Gửi lời thăm chú ở ngoài nước ngoài mạnh giỏi nha. Dạ, bữa nay chú có đi bán cái số không? Đi bán rồi về, mới về nãy. À, mới về rồi chiều mới lấy tiếp đi tiếp phải không? Dạ. Dạ rồi, thôi chú nghỉ đi ha, đi nha. Dạ. Dạ. Vũ vô đây là ấp Bình Huệ 1 của xã Đại Hòa Lộc ghé thăm chú thím 2. Chú thím hoàn cảnh khó khăn là chú là bị bệnh tai biến. Còn thím hàng ngày là đi xin gạo. Dạ. Vô Lâm. Chào chú khỏe không? Khỏe không? Khỏe ha. Dạ. Dạ. Rồi chú bị tai biến vậy đó là cho con gửi để nói chuyện. Rồi. Chú bị tai biến là lâu chưa thím? Đây là 6 năm rồi chú ơi. 6 năm rồi hả? Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Nay là 71 rồi tuổi rồi. Dạ. Rồi bị vậy giờ còn đang uống thuốc điều trị hả? Uống thuốc hoài. Bữa nào uống. Dạ. Ba thử luôn. Dạ. Thì thả không chú hai? Dạ. Không biết. Không biết là nó ỉa tả. Dạ. Vậy đó thì vậy em ăn vậy đó vậy khổ. Dạ. Rồi hôm nay con ghé thăm gia đình. Dạ. Dạ, đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi ở nước Mỹ gửi tặng chú thím phần quà là 500 ngàn. Dạ. Dạ, con gửi cho bà đi. Dạ, Dì buông đại đi, con móc vô rồi. Con móc vô rồi. Dạ. Dạ rồi, con đi. Dạ. Dạ. Vậy tối ngày cười cười không vậy chứ không nói gì hả? Không nói gì hết. Vậy là cười cười. Rồi biết không? Không. Không biết luôn hả? Ai biết ai nói. À. Vậy đó chú hai kỳ dạ. Không có gì đâu. Dạ. Rồi, dạ rồi, dạ rồi, thôi con đi ha. Cảm ơn chú. Dạ, dạ. Ừ, dạ rồi. Dạ. Giờ Vũ vô đây là ấp Bình Huệ 1 của xã Đại Hòa Lộc ghé thăm dì hai. Dì hoàn cảnh khó khăn, dì sống có một mình đây à. Hàng ngày là dì đi làm mướn. Đó, là dì đi bộ, đi xa lắm. Đi từ đây xuống Thạnh Phước rồi đi bộ mà đi chân không có dép. Ủa nhà gì à, tưởng đâu gì đi bộ có xe đi xe về chứ. Dạ. Cho con gửi cái mi để nói chuyện coi, để đây được rồi. Rồi gì khỏe không? Khỏe. Thì nay có đi làm cỏ không? Có. Dạ. Dạ. Ủa gì sao con thấy đi không đi xe ôm ha, gian xe. Gian xe con. Đi gian xe còn mấy đi bộ không vậy hả? Dạ. Thấy gì ở Bình Đại này gì đi bộ là số 1 luôn, không ai đi bằng. Dạ. Đi mà đi chân không mà dắt trưa nắng thấy ngán khang. Có cậu thấy biết hả? Ủa gì không có đó giờ không có gia đình hả? Dạ. Có chồng con gì hết. Dạ. Thì hàng ngày đi bằng cỏ đi làm mướn vậy sống hả? Dạ. Năm nay gì nhiêu tuổi rồi? Dạ, dì hai mà dì tên gì đó giờ? Hai Nén. Hai Nén hả? Dạ. Dạ, biết kêu dì hai chứ không biết tên gì. Dạ. Dạ. Hôm nay con vô thăm dì. Dạ. Thì đại diện cho gia đình của Ái Vi với Ngân Giang ở bên Mỹ á. Dạ. Gửi tặng dì một phần quà 500 ngàn ăn Tết nè dì. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ. Dạ, rồi dì ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Đi, dạ. Dạ, dì mạnh giỏi cậu. Dạ. Ừ. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ dạ, rồi con đi vậy ha. Nghèo quá đi về xin gạo mới đánh về cậu. Dạ. Dạ. Ai muốn đi mần bậy không ơi. Dạ. 3 giờ 4 giờ đi rồi. Dạ.
Giờ Vũ vô đây là ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc ghé thăm chú Năm. Chú thím Năm thì thím bệnh nặng mất rồi. Chào chú Năm. Ông Rài khỏe không chú? Gỡ cái mi để nói chuyện. Cũng còn nhức vai con ơi. Rồi đi khó khăn quá hả? Ha ngủ thì đứng dậy đi thì nó nhức dữ lắm, còn mà ha bằng ngày đi đắt dắt thì nó đỡ. Dạ. Là bị hai chân hay một chân? Cái chân này bị bu tưa quấn hôm đó đó rồi. Không có nhức. Rồi giờ này cái chung nằm rồi á. Dạ. Uống thuốc dữ tợi mà nó không hết mày. Rồi giờ nghỉ ở nhà luôn chứ đâu còn phụ đi nuôi tôm nữa. Giờ tao cho tao đi nữa, giờ tao không có nào cho tao đi ngoài, giờ tao hưu. Giờ nghỉ hưu luôn hả? Hưu luôn rồi. Dạ. Con ghé thăm chú rồi đại diện ở bên Mỹ là Ngân Giang với Ái Vi ở bên nước Mỹ á. Rồi ghé thăm chú, gửi tặng chú một phần quà là 500.000 ăn Tết. Rồi gửi cho ông đi con. Vậy chú cũng cảm ơn Hùng Mạnh Hùng Quynh. Dạ. Về nước ngoài ha. Dạ dạ. Dạ con đi, chúc chú và gia đình ăn Tết vui vẻ nha. Rồi chú cũng cảm ơn con. Dạ dạ rồi con xin cái mi. Dạ rồi con đi chú. Rồi. Dạ. Rồi giờ chú vô đây là nhà của dì Năm. Là hàng ngày dì đi xin ở ngoài chợ nè. Nhà dì ở đây là ở ấp Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc. Con chào dì. Đây con dạ. Con gỡ cái mi dạ, để dạ. Nói chuyện. Dì dạ. Khỏe không? Dạ khỏe không? Dạ. Dạ. Thì hổm rồi có đi ngoài chợ xin không dì? Có nay nghỉ à không? Hổm rồi nghỉ rồi hả? Dạ. Dạ. Dì năm nay nhiêu tuổi rồi dì? 86 rồi con. Dạ. À, mắt dì nay đỡ không? Mờ mờ không có thấy con. Dạ hổm dì đi là cái dì kia dẫn dì đó phải không? Dạ. Dạ. Rồi bả té gãy giò nó nằm ngồi chỗ. Dạ thì chút con cũng qua thăm. Dạ. Thì hổm hai bà cụ thường đi đó mà. Dạ. Dạ. Chú ba phải không? Dạ, không con Vũ à, con thường Vũ à, con Vũ. Dạ à, con thường gửi tiền gặp dì ở ngoài chợ đó. Rồi con biết rồi. Dạ dạ. Nhớ. Dạ. Vũ. Thì hôm nay con vô thăm dì thì đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi bên nước Mỹ á. Dạ. Gửi tặng cho dì phần quà là 500.000 ăn Tết nha dì Năm. Dạ. Rồi con gửi cho bà đi. Bà không thấy đường đưa ngay tay bà. Đưa ngay tay bà luôn. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Chúc mừng cho năm cũ bước qua năm mới cũng còn chúc cho ông trên hộ độ cho chú ba ở ngoài với cháu được mạnh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Con cảm ơn dì. Dạ. Dạ dì ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Dạ. Em làm nước cho. Dạ thôi được rồi, con đi qua bên dạ. Kia, qua bà đó. Bà dì Bảy, dì đi chung với dì là thứ mấy? Thứ Bảy. Dạ rồi, thôi con đi nha. Dẫn dạ được rồi, con biết rồi. Dạ dạ, rồi con đi à. Dạ dạ dạ. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm nhà dì Bảy ở đây là ở Bình Quề 1 của xã Đại Hòa Lộc luôn. Dạ con ơn con. Dạ. Cho con gỡ cái mi để con hỏi thăm chút xíu. Dạ. Con hỏi, gỡ cái mi để nói chuyện á. Dạ hôm đó nay dì khỏe không mà không có đi xin. Làm sao đi gãy giò nay mướt rồi nè. Té ở ngoài chỗ con rớt á. Dạ. Cái té thế này 3 tháng rồi con. Dạ. Rồi dì không có đi xin luôn, nghỉ luôn, nằm ở nhà luôn. Thì sao đi được con? Dạ. Xin đâu được. Năm nay dì nhiêu tuổi rồi dì Bảy? 86 rồi, tới này 87 rồi con. Dạ. Rồi ra đi không? Thường đi là dẫn bà dì bển đi. Đây. Bà không có sao tới bà có mờ mờ mới đi được. Bà dạ. Nào cũng đi đó kìa. Dạ. Dì không có dám đi được. Dạ. Hôm nay con vô thăm dì. Dạ. Đại diện Ngân Giang với Ái Vi bên nước Mỹ gửi tặng cho dì một phần quà 500.000 quà Tết nha dì. Con mình ở đây rồi con. Dạ. Dạ mong ơn con biết nhiều đấy mình. Ở nhỏ nó về nó ở đậu. Dạ. Mong ơn con có dạ. Dạ dì nghỉ khỏe ha con đi nha. Ơn con rồi. Dạ dạ. Dạ cho con lấy cái này. Trời ơi, vậy đi ghế vậy không? Dạ dạ, đi bằng cái ghế vậy hả dì? Mấy giấc này ghế đái đó nó đủ không con. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Ơn con biết bao nhiêu nữa. Dạ. Vũ đi vô tới đây là ngay chỗ chợ xã Đại Hòa Lộc nha các bạn. Thì Vũ gặp Phương là ở trong thành trị á, là hoàn cảnh khó khăn. Đó là mẹ bị bệnh nằm chỗ. Còn Phương á thì hàng ngày là đi bán vé số. Đi Lâm ơi, đi vô con.
Rồi cho anh gửi cái này để nói chuyện nha. Dạ. Đứng vô con. Là cưng tên Phương phải không? Dạ. Là năm nay cưng nhiêu tuổi? Dạ 25. À, hôm rồi hỏi thăm là cưng bị bệnh gì? Bị bệnh nhất đó, bị Tết. À, năm nay là nghỉ học lâu rồi hả? Dạ, nghỉ. À, còn mẹ cưng là bị tai biến hả? Mẹ bị đứt dây chằng ở đầu gối. Rồi nhớ kỳ vô là không có đi được phải không? Nằm dỗ phải không? Hôm nay đỡ không? Đi cũng thịt thịt này vậy. Dạ. À, cưng bán cái số đỡ không? Bán cũng ra ra cũng được. Ừ. Dạ. Thì gặp cưng thì anh gửi cho cưng phần quà tại ở tuốt ở trong đó thì anh chưa có đi vô ha. Dạ. Rồi anh đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi ở nước Mỹ á, gửi tặng cho cưng phần quà là 500.000 rồi gửi cho anh đó cưng. Ừ rồi. Rồi anh đi cưng. Rồi. Anh lấy cái mì. Rồi. Vũ trở ra chỗ ủy ban xã Đại Hòa Lộc gặp dì Năm, là hàng ngày là dì đi hái thuốc nam để bán. Rồi để con gửi cái này, con hỏi thăm chút xíu rồi dì Năm. Gửi gì? Cái mi vô vô đây là Lâm. Dì đi hái thuốc nam á hả? Thuốc nam á. Hái ở đâu vậy? Hái cùng hết trơn rồi, đây Bến Đình, Bà Tan, Hòa Nhật, chỗ nào cũng đi hết trơn. Dạ, hái đỡ không, bán đỡ không? Cũng không đỡ nữa, có không ngay có bán được đâu. Dạ. Đi vậy bà vậy đó. Bữa nào cũng đi hả gì? Ừ. Dạ, năm nay gì nhiêu tuổi rồi gì? 81, tốt là 81 rồi. Dạ, rồi đi bằng chiếc xe đạp vậy đây để sao chở? Ờ, để sao chở bán hai bên. Dạ. Thì con sẵn con gặp dì đây thì con gửi tặng cho dì một phần quà. À. Con đại diện cho Giang Ngân với Ái Vi ở nước Mỹ á. Dạ. À, gửi tặng cho dì một phần quà Tết là 500.000 cái gì. Dạ. Cảm ơn. Con gửi cho bạn. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Bữa nào dì ăn Tết vui vẻ nha. À, giờ về hay là đi hái nữa? Giờ về cầu chúc con cũng mạnh khỏe rồi ăn Tết vui vẻ ha. Dạ con cảm ơn dì. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi con đi dì. Giờ Vũ vô đây là ấp Bắc Miễu của xã Đại Hòa Lộc ghé thăm chú thím ba. Thì thím là bị bệnh bên mắt á, nó là không thấy đường, ổng mổ mấy lần rồi mà giờ nó mờ trở lại rồi. Thím ba khỏe à, để con đỡ cái mi để nói chuyện cho lớn. Chắc giờ chá quá hả, xe vô đây nè, nắng chá quá, xe vô. Rồi thím khỏe không thím ba? Cũng khỏe mà mắt nó hơi mờ mờ lại mà chưa có đi khám lần nào hết. Dạ. Sao không có đi khám thím? Không có tiền, không có ai dắt đi hết trơn. Dạ. Nó mờ trở lại rồi. Là đi mò không hả? Ừ. Dạ. Để anh chào chú. Năm nay thím nhiêu tuổi rồi? 60 mấy tuổi rồi, 60. Dạ. Mắt thì cũng bị nay mấy năm rồi hả thím? Dạ, ba nay nữa là ba, nay Tết nữa là 4 năm rồi. Dạ. Thì lúc nào chú có đi làm gì không? Không có làm gì hết trơn, ổng chài cá không có gì hết, ở nhà. Dạ. không đi chài mà không có. Không có, không có cá nào hết, không có cá gì hết trơn. Dạ. Ở nhà không mà. Dạ. Hôm nay con ghé thăm chú thím rồi con đại diện cho Ngân Giang với Ái Vi. Dạ. Ở bên nước Mỹ á. Nó gửi tặng cho thím ba một phần quà 500.000 ăn Tết đưa ngay tay bà đó, bà không thấy đường. Dạ. Để chú thím ăn Tết nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân với cảm ơn chú Vũ rất nhiều. Dạ. Dạ con chúc chú thím ăn Tết vui vẻ nha. Dạ, chú thím đi, đi chú. Dạ. Rồi cho con lấy cái mi. Dạ rồi. Rồi đi con. Vũ ghé ngay đây là cái chỗ nhà thờ Công giáo của Bình Huệ, xã Đại Hòa Lộc, gặp dì Hiệp đi bán vé số. Gửi tặng cho dì một phần quà. Vì là bị khuyết tật vì ngồi xe lăn đi bán vé số. Rồi cho con gửi cái mi. Dạ. Dạ, vì khỏe hả dì Hiệp? Dạ khỏe. Sáng giờ bán được không dì? Dạ bán cũng được chú. Dạ. Dạ. Vì bị khuyết tật về lâu chưa? Dạ, ra hồi lọt lòng mẹ ra tới giờ. Dạ.
Dạ, là bị năm, ra tới già luôn. Trong bụng mẹ. Dạ. Dạ. Năm nay dì nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay Tết này đứa 61. Dạ, dì có gia đình không? À, có rồi, ổng mất rồi. Dạ. Dạ. Giờ dì có con không? Dạ không. Dạ, dì sống mình đi bán vé số vậy? Dạ. Con biết gì nhà dì ở đâu? Nhà dì ở trong Thạnh Trị á. Dạ. Dạ. Ấp mấy của Thạnh Trị gì? Ấp 1. Dạ. Dạ. Thì con gửi tặng cho dì một phần quà. Dạ. Quà này là của gia đình Giang Ngân với Ái Vi. Dạ. Ở Mỹ gửi tặng cho dì một phần quà là 500.000 Tết nha dì. Dạ. À, thôi dì cũng cảm ơn cái gì đó để dạ. tặng cho năm tâm để ăn Tết. Dạ. Dì cũng rất cảm ơn. Dạ. Dì cũng chúc là dì dượng mấy cháu là bước qua năm mới được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn dì. Dạ. Chúc dì cũng ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Dạ rồi, dạ. Con đi nha. Dạ. Dạ. Giờ Vũ trả lời ngay đây là ngay chợ xã Đại Hòa Lộc. Thì gặp chị Nga bán vé số. Thì chị Nga này là hoàn cảnh khó khăn, chị ở bên Ba Tri. Đó là hai vợ chồng thôi nhau rồi có hai đứa con hoàn cảnh rất khó khăn, đứa lớn thì ở bên nhà còn đứa nhỏ là hiện giờ là theo chỉ qua bên Bình Đại để đi bán vé số. Còn đứng mấy trong đi để xe. Đứng trong đó đi. Khỏe hả chị Nga? Dạ cũng khỏe. Hôm rồi có về Ba Tri không? Có. Chút đem đồ ăn về cho nó nữa. Dạ. Này bé nhỏ hôm rồi có đi học không? À, bữa nay nó mới nghỉ, chút về là chở nó theo luôn. Dạ. Chị đi chiếc xe đạp vậy nè, là dạ. đi là đi đâu Vũ cũng gặp hết á. Thới Thuận, Thạnh Phước, Thừa Đức, thì Bình Thắng rồi tùm lum hết trơn, Bình Thới dạ. rồi là đi bằng chiếc xe đạp này nè. Thì bữa nay bán đỡ không? Bữa nay nhờ Quốc Mộ bán cũng đỡ. Dạ. Với lại chiếc xe đạp lúc này nó không có hiểu sao nó tở trứng hoài à. Dạ. Nó bị hư á hả? Ừ. Thì có sửa lại chưa? À, buổi ngày qua thì giống như là nó vuột đạn, nó muốn vuột cái bánh ra ngoài mới chỉnh lại sáng á. Dạ. Qua đây con, qua đây gửi tiền. Thì em đại diện cho gia đình của Ngân Giang với Ivy ở Mỹ á. Dạ. Gửi tặng cho chị một phần quà là 500.000 quà Tết nha chị ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi em chúc chị ăn Tết vui vẻ ha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Rồi em đi nha. Dạ. Chúc chị mua may bán đắt nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ.